Wow, có rất là nhiều những con vật đang kẹt ở trong vùng lầy nè các bạn ơi. Wow, hãy cùng anh giải cứu những con vật này thôi nào các bạn ơi. Wow, nó dính rất là cứng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Oh, sorry. Oh no. Ngay đây chúng ta có một con. Ây da, dễ quá đi. Ngay đây chúng ta có một con Indominus Rex. Wow. Wow. Và đây là một con Spinosaurus, vì nó có cái mang này phồng lên nè. Đó là một cái đặc điểm cực kỳ là dễ nhận dạng luôn. Đó, để mình biết chắc đó là con vật nào đó các bạn. Wow, con này dính vô quá đi. Ok, ngay đây chúng ta có một con gấu Bắc Cực. Wow, loài này cực kỳ là mập luôn. Và có bộ lông cực kỳ là dày để bảo vệ nó khỏi mùa đông đó các bạn. Và cái không khí lạnh của khu vực Bắc Cực. Còn ngay đây chúng ta có con khủng long một sừng nè. Các bạn thấy không? Một cái sừng của nó là này là loài ăn cỏ, tiếng Anh là herbivore đó các bạn. Cùng xem chúng ta có những gì tiếp theo nào. Wow, ngay đây chúng ta có một chú heo. Nó dính rất là dơ luôn. Ok, đây là loài cá mập. Cá mập đó các bạn. Wow, loài này rất là thông minh luôn. Còn dính nhiều quá đi các bạn ơi. Cùng xem đây là con vật nào. Đây là con voi biển. Wow, con loài này rất là mập luôn. Và nó có hai cái răng to, thiệt là to luôn nè các bạn. Wow, và ngay đây chúng ta có một chú báo đen. Wow, Black Panther. Wow, xài rất là dơ luôn. Một con Velociraptor nè các bạn. Wow, nhìn những hoa văn của nó đi, rất là đẹp luôn. Chắc quá đi các bạn. Ok, ngay đây chúng ta có một con Carnotaurus. Wow, nó có hai cái sừng phía trên đó các bạn ơi. Và ngay đây chúng ta có một chú cá sấu. Wow, với những cái gai trên lưng rất là nhiều luôn. Hãy cùng xem chúng ta có gì nào. Wow, và đây là một chú báo hoa mai. Còn những con vật khác nữa, để cứu nó ra khỏi đầm lầy này thôi nào. Wow, đây là một con dê các bạn ơi. Nó có hai cái sừng này với cái chùm râu ở phía dưới nữa này các bạn. Cùng xem chúng ta có gì nè. Và đây là một chú linh cẩu, loài này sống theo bầy đàn các bạn. Và nó có giọng cười cực kỳ là giống với con người của chúng ta luôn. Wow, dính cứng lắm các bạn. Đây là một con Triceratops. Wow, ba cái sừng nữa các bạn. Và có cái bộ gai trên đây rất là dày luôn. Yeah.